Xin kính chào quý vị. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong sống. Kính thưa quý vị, thì hôm nay tôi tiếp tục với lại cái câu chuyện gọi là các cụ. Dạo này các cụ mà cái công tác mà tiếng vợ tiếng chồng tôi nói là nó rối nát lên không gian mạng luôn quý vị. Có người thì để cho chồng đi rồi lên không gian mạng là la làng la xóm đỡ khóc. Có người thì cái như là tuổi đã 60 mà để cái thằng 40 tuổi nó lừa. Rồi có người bây giờ cũng là không biết vì lý do gì mà lên không gian mạng là tiếng chồng rất gấp. Rồi có người mang cả vàng lên không gian mạng để khè, để khoe, để mà cũng tiếng chồng. Tôi tưởng mấy người này người ta có cái điều kiện như vậy, người ta tuyển những cái người chồng có gọi là cái cuộc sống nó ổn định để mà xây dựng hạnh phúc gia đình, hàng như cũng bản chất cũng lên không gian mạng để mà tìm của thôi, lên không gian mạng để mà kiếm những anh chàng anh cũng lắm của thôi. Và bây giờ tôi mời quý vị xem từng cái khuôn mặt vàng của cái làng tiếng vợ tiếng chồng trên không gian mạng. Cô lỡ đi lên đây rồi cô có muốn tìm trong ngày được không con? Giống như trong ngày nay có anh nào thương em thì dước em về làm vợ, dước em về nhà. Không khiếp được quý vị, bà đi tiếng chồng mà bà tiếng chồng gấp ghế vậy. Có anh nào thương em thì rước em về làm vợ, rước trong ngày luôn. Thế gấp dữ vậy? Tôi tên Phạm Đình Thị Tú Yên, sinh năm 1965, quê ở Bà Rịa Vũng Tàu. Nay lên chương trình kết nối yêu thương, xin kết nối anh Lê Bang về từ Mỹ lương 2.000 đô hoặc là anh Võ Vệ ở Long Khánh lương 50 triệu. Nếu được thì xin liên hệ về chương trình, xin số điện thoại để kết bạn Zalo. Còn các anh bảo vệ phụ hồ xe ôm xin miễn tiếp, đỡ mất thời gian. Trời ơi, đây nữa nè. Trời ơi, có nhiều vàng vậy. Còn là cái đó của để dành của cô, nhưng mà giờ còn nhiêu đó đó. Một cái này là mấy cây cô? Cái bên, bên tay này 2 cây, 3 cây không? Có phải 4, 5 cây đó vậy? 5 cây. 5 cây là tính ra là 5, 8, 40 rồi cô? Là 400 củ. Nuôi con, ăn học. Mình nuôi chú gì vậy hả? Mấy chị ta? Mấy chị ta. Rồi mình đổi xe này kia. Đổi hết tiền luôn. Mua xe này. Cô mình nuôi cái chưa nuôi cái anh đó 55 tuổi rồi mất mấy tỷ đó hả? Trời, dữ vậy. Sao tại vì cô lấy chị nhân vật thứ hai quý vị, nhân vật thứ ba. Hôm nay anh Liêm ơi, hôm nay là em cũng có lên đây với cộng đồng mạng chỗ Huy Hùng á, thì cũng sớm xem clip của anh thì em cũng ấn tượng về anh. Nhưng còn bây giờ anh có ấn tượng về em không thì là tùy, thế không tùy thôi nhé. Thì sáng là cũng nói với cháu đây là thì cô cũng nếu như mà không như đồng ý thì cô sẽ như thế nào, cô nói luôn đi. Thì nếu như đồng ý thì về ở với ông thôi. Anh Liêm ơi, nói là hoàn toàn anh Liêm ơi, nếu như mà anh đồng ý thì em sẽ mang quần áo về ở với anh. Chắc gì đã được chưa mà con cứ rô rao rô hoài. Thì cô cũng nghĩ như vậy, thế là xem clip đó xong rồi bắt đầu đi. Mình nghĩ nó Huy Hùng này, Huy Hùng mới hỏi ra, cô chẳng biết đi làm sao con ạ. Để thưa quý vị, toàn là những người mà cũng là lớn tuổi hết trơn. Có người thì lên bắt đầu là tiếng một cách là gọi là gấp gãy. Có người tiếng một cách là gấp gãy, muốn đi trong ngày luôn. Cái cần cá ai rước là đi trong ngày. Rồi có người lên cũng là khoe vàng khoe đồ. Nhưng mà khoe vàng thì mình phải tìm những người, giả dụ như là bây giờ mình có điều kiện thì mình tìm những người mà người ta gọi là biết chí thú làm ăn, biết tôn trọng hạnh phúc gia đình. Sao có vàng mà đi tìm toàn là những người mà có như là thu nhập mà lương tháng 2.000 đô rồi lương tháng là 50 triệu. Mà mình có bao giờ mình nhìn lại cái tướng của mình không? Cái nhân cách và cái giá trị của mình nó có xứng đáng rằng cái như là để cho một người mà lương cỡ như là 2-3 ngàn đô như vậy, hoặc là lương 40-50 triệu như vậy, người ta ngó ngàng tới mình hay không? Tôi nói thật sự quý vị về cái gọi là về cái quan điểm của những người đàn ông, khi mà những con người này lên không gian mạng có nghĩa là họ đang xem thường một số người mà lao động như là thợ hồ, xe ôm,
thì những con người tôi thấy rằng cái đạo đức của họ không có, cái nhân cách của họ nó quá rẻ mạt, cho nên họ mới đi xem thường những cái người mà họ có những cái công ăn việc làm như vậy. Tôi nói cái việc nào cũng là đáng trân quý cả quý vị. Cái cuộc sống, cái hạnh phúc gia đình nó không đánh giá được cái vấn đề mà thông qua cái công việc, mà nó thông qua cái cách là đối nhân xử thế, thông qua cái cách mà người vợ đối với chồng, chồng đối với vợ. Còn tôi thấy rằng bà này thật sự bà lên không gian mạng là bà cũng thích thể hiện cái sự mà giàu có sang chảnh của bà. Nhưng mà cũng hên xui đó, những cái số vàng như vậy đó. Tôi nói là người mà họ có thật không bao giờ họ khoe, mà người họ khoe vậy là những người tôi nghĩ rằng cũng hên xui, đúng không? Mình đi lên tiếng chồng chứ đâu phải mình lên khoe của. Mình lên tiếng chồng chứ đâu phải là mình đi tìm cái tài sản. Mà cái nết cũng đã lớn rồi quý vị, mà sao không giữ lại cho mình một trong những cái mà cái đức hạnh cho nó chuẩn mực. Tôi chỉ cần bà này quý vị, chỉ cần bà lên không gian mạng, bà có những cái lời lẽ, chỉ cần bà có những cái lời thôi, thì tôi nói là cũng nhiều người họ cũng phải là suy nghĩ. Tham lam, ích kỷ, khinh người. Tôi nói thật sự, cái tâm lý của một người đàn ông không bao giờ người ta chọn những cái con người là làm vợ. Tôi đảm bảo quý vị luôn. Bà này bây giờ bà lên đó, tôi đảm bảo bà đó, bà có nằm dầm trên không gian mạng cả năm cả tháng cũng chẳng ai mà rước tới bà. Bà tham lam mà bà đi xem thường người ta. Thế bà xem thường những người xe ôm, những người phụ hồ, những người bán vé số. Ủa thế mình là ai mà mình lại có cái quyền để đi xem thường người ta? Bà nói một câu là miễn tiếp đỡ mất thời gian. Giá trị dữ không? Rồi những người tôi hỏi bà, những người đó mà bây giờ họ thu nhập lương tháng 2.000 đô hoặc là thu nhập lương tháng 50 triệu, rồi tôi nghĩ rằng người ta có cần bà hay không? Kiến ăn cá ăn kiến thôi quý vị. Tôi những người đó họ nhìn thấy bà là họ bỏ chạy chết bà nội luôn. Họ nhìn thấy bà không là họ bỏ họ chạy rồi, được không? Không ai mà đi chấp nhận để lấy một cái con người mà có gọi là có cái mưu đồ đào mỏ, mà nó đã thể hiện trên không gian mạng một cách gọi là trắng trợn như vậy để người ta vừa làm vợ. Rồi vừa bà cũng chơi, bà chẳng mong bà cũng đào người ta chứ dễ gì bà để qua, đúng không? Bà đã có những cái tư tưởng xem thường người khác thì chắc ăn rằng bà vừa bà cũng gặp người ta, bà cũng là chẳng mong bà đào hũ thôi, bà đào gọi là đào mỏ thôi. Của đâu mà đi đáp ứng được nổi mấy con người này quý vị. Người ta sống với nhau vì cái nghĩa, cái tình. Dĩ nhiên cái đồng tiền đó là một trong những cái phương tiện, nhưng mà những thành phần này bây giờ đó, nó dạng là nó bất chấp, lên là thích thể hiện chắc mình là nhất thôi. Bây giờ mình là có một mình là một phụ nữ trên trần gian này thôi. Còn đại đa số là người ta không phải là phụ nữ. Sao mà lên mà đưa ra cái điều kiện mà gọi là nó bá dơ như vậy? Đi tiếng chồng là một trong những cái là cực sự chẳng đã rồi. Trâu tìm cặp, cặp nào đi tìm trâu. Bây giờ mà lên bà gọi là bà ấn định luôn quý vị. Tây thì đeo vàng, nhưng mà lên ấn định là phải là cái anh Lê Bang Việt Kiều Mỹ lương tháng 2.000 đô, hoặc là ấn định là cái anh ở Đồng Nai lương tháng 50 triệu. Bà nhìn mấy ông này là thật sự bà ghiền đến mức mà ra nước đó. Ghiền lắm. Ở đây không phải bảo ghiền vì người ta là còn phong độ hay là người ta là có những cái đạo đức, mà bảo ghiền vì lương anh này quá cao. Lương anh này là 50-60 triệu, lương anh này là một tháng 2-3 ngàn đô. Bảo ghiền là ghiền cái lương đó quý vị. Thì những con người này tôi hỏi quý vị, bây giờ gì mà sống với nhau có hạnh phúc hay không? Chắc anh sẽ không hạnh phúc. Nếu như người đàn ông sẽ xa cơ thất thế, đã đổ vỡ rồi, thì bây giờ mình tìm thế nào cho gọi là nó phù hợp đi, để mà tìm hạnh phúc lâu dài. Chứ còn tôi hỏi những cái con người mà bước lên không gian mạng mà chọn cái tài sản đó, thì người bạn đời của họ mà xa cơ thất thế, chắc ăn rằng họ sẽ buông bỏ thôi. Những người này họ sống vì tiền, họ đâu có sống vì cái tình cảm. Rồi còn cái bà cụ mà 80 tuổi, bà cụ thấy em cũng lên là thật sự cũng là sồn sồn lên như vậy, rồi cũng là hứa hẹn em sẽ đến với anh ôm đồ, đến với anh trợ cụ lớn tuổi, cụ 80 tuổi rồi, đâu phải là cụ là một tuổi tiên, đâu phải là cụ là một con nít đâu, mà cụ lại là nó
nó rửng ra rửng rực như vậy. Sống sao ta phải để gọi một trong những cái đức hạnh cho con cho cháu sau này nó nhờ chứ. Sống gì mà bây giờ mà lên mà muốn chồng đến mức mà quấn cả đuôi đó. Rồi không còn biết mình là ai, không quên đi cái tuổi thật của mình luôn. Như là cái dạng là tuổi tiên đó quý vị. Trời ơi, lần đầu tiên gặp người yêu là nó búng rúng. Lần đầu tiên gặp người yêu là gọi là nó có những cái là hồi hộp lo âu. Tôi thấy có những cái điều mà nó cực kỳ buồn cười. Có những cái điều mà nó gọi là nó không thể nào mà chấp nhận được cái gọi là cái bản chất của những con người này quý vị. Vậy đó mà vẫn lên, vậy đó mà vẫn thích thể hiện. Chờ lên mà tìm chồng kiểu như mấy bà, tôi nói là thật sự đàn ông người ta bỏ chạy hết trơn, không ai mà chấp nhận kiểu của mấy bà có nết dữ. Mấy bà này có nết quá trời luôn quý vị, không có đàn ông nào mà chấp nhận mấy cái nết kiểu này đâu. Các bà là lên còn tiếng chồng trong ngày chồng bả mà cho rằng giống như là một trong những cái con da cầm ở ra chợ một cái là sách đầu giờ ta lăn quay, đúng không? Dừa phái thâu ta lên cộng đồng mạng thì cũng phải giữ một cái nết cái na cho cộng đồng người ta kính nể. Lên không gian mạng là bất chấp, lên không gian mạng là thích thể hiện, mà thể hiện cái đi sâu vào lòng đất luôn. Và cái quan điểm của quý vị trong câu chuyện này như thế nào thì vui lòng comment bên dưới giúp tôi. Và tôi cũng xin phép là kết thúc tại đây. Một lần nữa kính chúc tất cả quý vị cái lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong sống. Bye bye tất cả quý vị.